Chào các bạn đến Tinnhanh 24/7. Chi tiết Honda Wave 110S 2021 hàng tầm mới ra mắt thị trường đông dân nhất thế giới với một khí kế khác như ở Việt Nam. Cái chiếc Honda Wave 110S 2021 vừa được ra mắt tại thị trường Trung Quốc với một khí kế cực kỳ mạnh mẽ. Xe có rất nhiều điểm khác biệt nếu so với cái dòng là Honda Wave Alpha 110cc 2021 đang được bán chính hãng ở Việt Nam. Cái chiếc Honda Wave là một trong những cái dòng xe số bình dân rất nổi tiếng từ nhãn sức xe máy Nhật Bản ở rất nhiều thị trường trong cái khu vực là châu Á. Nhiều người tiêu dùng tại các nước như ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia đều rất ưa chuộng cái dòng xe số Wave của nhà Honda. Đặc biệt nhất ở Việt Nam, cái chiếc Honda Wave Alpha 110 2021 đang là một trong những cái mẫu xe được đánh giá là có cái sức hút mạnh nhất ở Việt Nam. Nếu như người tiêu dùng ở Việt Nam rất quen thuộc với các dòng như là Wave Alpha và những chiếc như Wave 110i hay là Wave 105 ở bên Thái Lan, thì có lẽ một cái dòng là Wave 110S 2021 ra mắt tại Trung Quốc như thế này vẫn còn xa lạ với rất nhiều người tiêu dùng Việt. Thực ra cái chiếc Wave 110 thị trường Trung Quốc cũng được trang bị động cơ 110cc làm mát bằng gió, rất giống như động cơ của chiếc Honda Cub. Mới đây, cái chiếc Honda Wave 110 đã có một cái phiên bản mới được gọi là Wave 110S 2021 được trình diện trong cái cuộc triển lãm xe ở Bắc Kinh 2021 tại trường Trung Quốc. Cái chiếc Wave 110S lần này có một thiết kế rất thể thao. Các họa tiết trên con xe cũng cực kỳ độc đáo và nịnh mắt, được làm nổi bật trên cái nền thân xe có kết cấu 3 tông màu khác nhau. Cùng với cái dòng là Wave 110S thì hãng Honda cũng cập nhật cái phiên bản là Wave 110T. Cả hai chiếc xe đều có một thiết kế với việc tăng cường cái tính năng thực tiễn. Cái tấm ốp giữa mặt nạ và yếm quay lớn hơn giúp bảo vệ cái chân lái xe khỏi bị gió tạt mạnh khi chúng ta chạy nhanh. Cái thân xe cũng như thế đã hoành tráng hơn rất nhiều so với các dòng quay cùng phân khối 110cc. Cả các chiếc Wave 110T hoặc Wave 110S 2021 đều trang bị cho mình một động cơ 110cc với một cái công nghệ là PFI thế hệ thứ 5. Cái gói động cơ này có khả năng tiêu hao nhiên liệu rất là thấp và có một hiệu suất cực kỳ cao, với một bình xăng dung tích là 4,8 lít. Các chiếc Wave 110 2021 có khả năng di chuyển một quãng đường lên tới là 315 km. Ngoài cái phần khung xe cũng được thiết kế mới để tăng cái sức mạnh cho xe, trong khi các khoang đựng đồ dưới yên cũng được tối ưu hơn, có dung tích lên tới là 7,8 lít, có thể đựng được rất nhiều vật dụng cá nhân nhỏ. Phía sau phần đuôi xe có cái giá treo đầu, có thể mang rất nhiều hành lý khi cần thiết hoặc dùng để đi chợ, chở đồ vân. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Khi tiếp nhớ like, subscribe.